xô nước này là ông đi đâu tận đi đâu rồi sách về? Búi tre bên kia. Búi tre bên kia? Không dám đập. Nó ở treo cây xong đi chặn cái kèng nó đi. Đây này, đây còn quả chuột này. Ui ôi, hết rồi. Chuột này. Cảm ơn chị nhá. Con không biết nói nhiều tiếng. Cảm ơn. Chúc sức khỏe, nhiều sức khỏe nhá. Mình khỏe nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị đang theo dõi trên kênh bản em, và đặc biệt nhất là các mạnh thường quân đã trong thời gian qua luôn đồng hành cùng cháu Lực. Hôm nay thì cháu Lực lại nhận được phần quà của chị Trần Đỗ Giáng My, là nhờ cháu Lực là đi mua thêm là một chút quần áo ấm với cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực chia sẻ lên thì chị có xem được cái thước phim mà khi mà cháu Lực đăng tải lên em về em Mạnh cô bác đi học về thì đi nhà chú về sao cô bác, nhà gọi là đi nhà hàng xóm về thôi. Đi thì lúc mà về nhà thì rất là run, và hôm nay thì cháu Lực đã mua cho em Mạnh là cả áo ấm này, xong là cả tất này, là cả quần đó cô bác, còn mua cho ông thêm là một túi một áo khoác nữa. Và hôm trước có bác Hồng có gửi cho cháu Lực là 500.000 đấy cô bác. Xem là có phải là chuẩn là bác Hồng hay không, một tí nữa thì quên đấy. Hôm nọ thì bác Hồng, Nguyễn Thị Hồng, là bác Hồng cô bác có gửi cho cháu Lực là 500.000. Và nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được thước phim hôm trước thì cũng đã biết cháu Lực mua thực phẩm cho ông là hết 300.000 rồi. Còn 200.000 thì hôm nay cháu Lực mua là gồm là một chiếc thép ly này và một chút bạt này. Bạt này thì cháu Lực mua là hết là 280. Còn là thép ly này thì là cháu Lực mua mất là 10.000 rồi.
và cháu Lực mua thêm một cái kìm nữa các bác. Cái kìm thì mua một cái rồi cháu Lực nhét vào túi này. Cái kìm này là ở xá này là bán là 50.000 các bác. Tổng cộng đồ hôm nay cháu Lực mua hết là chỗ này là 280 cộng với lại 20.000 là 300, là 350.000 các bác. Hôm nọ thì còn dư là 200.000 thôi. Còn dư là 200.000 thôi mà hôm nay cháu Lực mua hết là vượt quá lên 100.000 rồi. Cái khoản này thì cháu Lực cũng xin chị Giáng My là trích cái tiền của chị Giáng My ra kèm cùng bên này các bác nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng là theo dõi hết video ạ. Xe đi nhà của ba ông cháu, đi nhà của hai ông cháu thì mọi cái cháu Lực đều là để xe trên này đấy các bác ạ. Đấy, phải nói là khi mà con đường đi vào nhà của hai ông cháu cô bác toàn là con đường mà phải nói là con đường này là con đường mòn mà bà con đi làm nương làm giấy đi lại nhiều thì đang là cỏ không có mọc được thì mới đi được thôi cô bác, chứ không là đi, chứ không là cháu Lực cũng không có biết đường nào nữa. Hôm nọ thì khi mà anh em cháu Lực đi xuống chia sẻ cô bác không có biết đường ấy, thì còn là vòng gọi là vòng đi hẳn đường rừng xuống thôi. Trong đó thì cháu Lực đi gặp ông trưởng thôn, gặp ông trưởng thôn thì được ông trưởng thôn giới thiệu là ở đây có một con đường mà đi tắt xuống ấy, thì thành ra là cháu Lực với lại bạn Hiệu thì mới biết được cô bác ạ. Không biết thì hôm nay là ông có ở nhà không. Hiện tại thì em Mạnh là đang đi học cô bác nhá, vẫn chưa có về. Đấy, phải nói là em Mạnh cô bác khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có cùng cảnh và chia sẻ những tấm lòng vàng của cô bác tới cho em Mạnh với lại ông. Em Mạnh thì cho cháu Lực xin được tóm tắt cái hoàn cảnh mới một chút cô bác nhá. Em Mạnh thì bố thì bị lừa sang Campuchia, hiện tại là vẫn còn chưa biết tung tích là chết hay đã sống. Còn người mẹ thì bỏ em ấy đi từ lúc mà em ấy được 2 tuổi là đã nhẫn tâm là bỏ đi ra đi rồi cô bác. Có lẽ là khi mà trong gia đình quá là nghèo và thì người mẹ cũng quyết định là bỏ đi theo thì người mới luôn rồi cô bác. Ở trên vùng cao thì hầu như là các bác các cô của bác đều là cái đi học thì thành ra là rất là kém, nên ra là khi mà ở nhà có cái việc gì hay là nhà có hoàn cảnh khó khăn không cùng nhau mà phấn đấu mà chọn cách là rời bỏ đi luôn, sau đó thì để lại đứa con không biết là để lại cho ai, gọi là chết hay sống thì cũng không biết, để lại cho ông với lại bà để mà chăm sóc thôi. Về ông, về ông, người ông của Mạnh thì cháu Lực cũng chưa có tìm hiểu tìm hiểu đi vào sâu cái cuộc sống riêng tư của ông quá cô bác, thì có một cái phim thì cháu Lực sẽ tìm hiểu thật sâu vào cái cuộc sống cũng như là người vợ của ông thì đã đi đâu còn hay là mất rồi. Đấy, còn bây giờ thì quãng đường của bác mấy anh em đi thì cũng khá là xa, bây giờ chắc là cháu Lực cũng xin được là dừng ghi hình lại một chút để cho hai anh em cùng nhau là bê đồ một chút cô bác, tại vì là bê đi quá xa thì cũng là rất là mỏi rồi cô bác. Đấy, từ đằng xa nhìn vào ngôi nhà của ông thì hầu như là một cái ngôi nhà mà phải nói là không thể dành cho người ở đâu cô bác, nhưng mà cũng không thể gọi là ở đây thì trước là ông ở với lại người em của ông, nhưng mà người em của ông là trong cái quá trình mà thời gian mà khi mà ông ở với Mạnh ấy, thì là nói rất là nhiều điều, thành ra là ông không có ở được, ông quyết định ra bên này để mà ở, thành ra là người em của ông là độc chiếm cái ngôi nhà đấy là một mình luôn cô bác, rất là nhẫn tâm. Những cái chỗ này thì hầu như là chỗ nào thì ông cũng đều là lấy trâu để mà ông để buộc đây để qua đêm ấy các bác, thành ra là chỗ này là nhìn trong là rất là không có cây cối để mà mọc được cây cỏ ấy. Ôi ba à, ông à, mày đi học chưa về hả bác? Ừ. Chào bác nha. Ừ. Ông thì hôm nay đi làm gì ông? Lấy cỏ về. Xin chào các bác nha. Ông thì vừa đi làm gì về đấy? Cắt cỏ. Cắt cỏ à? Cắt cỏ đây à? Vâng. Rồi, hôm nay thì cháu lại đem phần quà đấy cho ông. Cũng vâng. Như là như cái video trước cháu hứa với ông rằng là
mua bạt về để che cái ngôi nhà cho ông một chút đấy. Vâng. Mạnh thì mấy giờ mới đi học về hả ông? 4 dưới nó về đến. 4 dưới thì mới về à? À thế là cũng sắp về đến rồi nhỉ? Về đến rồi. Vâng. Thế ông hôm nay thì ông ở nhà một mình thì ông ăn cơm cái gì? Ông làm cháo ăn á? Sao cháu mua cá khô cho ông rồi, ông nấu cơm xong mà rán cá lên mà ăn. Đây làm cháo ăn. Vâng. Thế đây là cái bát đũa ông à? Vâng. Cái xô nước này là ông đi đâu tận đi đâu rồi xách về? Búi tre bên kia. Búi tre bên kia? Vâng. À. Lấy hùm bên kia. À là xách về là ông để nấu cơm đúng không? Nấu cơm đấy. Vâng. Còn vừa rồi là ông đi lấy củi ở bên này à? À đi lấy cỏ ở bên này à? Vâng. Đây à ông? Vâng. Bố mấy ông đi tận đi đâu lấy về? Ôi. Dưới mương trên kia. Đâu? Trên kia à? À. Ông đi lấy thì đã bao giờ mà gặp tai nạn chưa? Gặp đấy, hôm nay sắp gặp à? Vâng. Hôm nay là ông sắp gặp là gặp chuyện gì? Rắn hay là mình con rắn sang lúc nãy chắc đập không dám đập. Nó ở trèo cây xong đi chặn cái kèng nó đi. Ồ, cái nó rắn xanh đấy thì ông phải cẩn thận nhá, cực kỳ là độc đấy. Vâng. À, thấy nó thì nên né đi nhá. Ai kia này. Rồi bây giờ thì vẫn còn sớm một chút đấy, thì là hai ông cháu mình là cháu sẽ hộ ông là quay bạt xung quanh nhà đấy hết nhá. Vâng. Quay bạt xung quanh nhà này một chút. Bạt thì hôm nay là hôm nọ là cháu nói với ông ấy là cái tiền mà của bác Hồng ấy gửi cho ông với lại Mạnh ấy còn dư là 200.000 đấy. Vâng. Thì hôm nay cháu mua bạt này. Vâng. Mua bạt với lại kìm với sắt thì đã lên tới là 300 rưỡi hay là đi hơi 350 thôi. Còn phần còn lại thì cháu xin chị Giáng My là mua đồ cho ông. Đấy, hôm nay thì cháu mua áo khoác cho ông ấy. Áo này thì mua lâu chưa ông? Mua lâu rồi. Được mấy năm rồi? 3 năm rồi. Được 3 năm rồi. 3 năm cái áo khoác này. Ở đây thì chắc là ông không có tiền mua đúng không? Vâng. Đấy, tiền ăn còn không có của bác thành ra là không dám có tiền để mà sắm sửa cho riêng bản thân mình cả. Chỉ có những tiền, những bộ quần áo. Những có tiền rồi thì mua cho Mạnh là 1-2 bộ quần áo để Mạnh đi học thôi. Thế thì bây giờ ông có làm việc gì nữa không? Chưa. Ừ. Chưa làm gì nữa. Thế không làm việc gì thì ông hỗ trợ con một chút nhá. Được. Hỗ trợ con một chút là quanh hết chỗ này cho ông ngủ nhá. Được. Bây giờ thì quay từ bên nào trước ông? Quay ở bên trong hay là quay ở bên ngoài? Ở bên trong. Ở bên trong nhá. Bên ngoài nó. Vâng. Khó lắm. Vâng, thế này quay ở bên trong nhá. Và quay từ bên này sang bên kia. Ôi bên ở bên kia thì ông cũng đào rồi à? À cái ngôi nhà của ông ấy cô bác ạ. Ui thế là đây là chìa khóa cửa nhà ông à? Ôi rồi dùng cái nạt để mà buộc thôi đấy cô bác này. Đấy, hai ông cháu thì hầu như là gọi là sống biệt lập, sống tách biệt luôn rồi cô bác. Đi ra làng bên kia thì bà con hàng xóm là ôi đây à, hôm nay thì ông cũng quay chỗ kia lại rồi. Là rét quá đấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì chắc là phải bật đèn thì mới nhìn thấy được chứ. Tối quá. Đấy, bây giờ thì ông vào trong nhá. Đấy, vào trong nhà của ông thì phải nói là cực kỳ là chật hẹp luôn cô bác. Đây thì ông cái này là cái gì đâu? Gạo à? Gạo ông cất vào đây à? À thế thì bây giờ là cái chăn màn của ông lên đây nhá. Đấy, chăn màn của ông này cô bác này chỉ có là 2 tấm chăn thôi. Ông đã từng bao giờ ngủ tấm đệm chưa? Chưa. Chưa à? Ê ông có biết đệm là gì không? Không biết đấy. Không biết à? À cái đệm đó là như kiểu một cái tấm mà mình giải là đi ngủ ấy. Đây. Đây đấy đó. Quần chị giống như học. Đây đèn pin của ông này, quần này. Đấy. Ông thì chắc là cần thiết là lắp một cái bóng đèn năng lượng mặt trời đấy cô bác ạ. Đây là quần của Mạnh đúng không? Quần của Mạnh thì cũng chẳng có bao nhiêu cả cô bác ạ, có 2-3 bộ thôi. Đấy, thế thì bây giờ là cháu với ông là quay từ bên này sang hết nhá. Trong nhà thì có
cái này phần phần còn dư thì để bà giải xuống cái này luôn ông nhá. Vâng. Để bà giải xuống luôn nhá. Mà chật hẹp luôn các bác ạ. Hai người thôi mà bà cảm thấy là hình như là không còn đi nổi nữa rồi. Bây giờ thì tranh thủ là thời gian đã còn sớm thì sẽ cùng hai ông cháu là sẽ dọn dẹp lại và cũng như là làm lại cho ông luôn. Lấy cái đứa kia ra. Hả? Đứa kia. Nếu mà nó dài quá thì mình cắt làm đôi không ạ? Một tí không? Còn khá là dài, chắc phải cắt làm đôi đấy nhở? Cắt làm đôi xong là còn là dư bao nhiêu thì phủ lên trên này ông nhá. Phủ lên trên này này. Bây giờ thì mét rồi không? Hả? Bao nhiêu mét à? Bao nhiêu mét đâu? Tôi mua là 20 mét. Đúng rồi. Còn ở trên này còn nữa cơ. Cái kìm cho để đâu nhỉ đây? Đây quần áo của Mạnh nhá này, có vài bộ thôi. Quần áo này thì quần áo mùa hè rồi. Bây giờ là cháu cắt sắt nha. Vâng. Các cái thép ly này. Chịu việc hết rồi. Cái này á? Ừ, mình chết. Ờ, hay là nhưng mà xem là có vừa không không? Không thì lấy cái tấm này phủ lên trên đấy. Ừ. Tấm này ra đây không? Ông thì hôm nọ là sắm được ít tiền đấy cô bác, là mua một cái tấm bạt này về để mà phủ lên trên này cô bác. Hay là một tí nó phủ luôn không không? Nếu mà còn dư đấy. Tiếp một tí nó phủ luôn nhá. Ôi vừa phun luôn ông ạ. Vừa luôn. Ông ạ cắt sắt buộc nhá. Cắt cái thép đi ấy. Cái này ngắn quá rồi ông ạ. Vừa lực. Vừa lăn cứ kéo đi. Hả? Được được rồi ông này được rồi. Chỗ này là không cho nó vần vào bếp quá đâu. Vào bếp quá là nó cũng bị không may là nó bị hãy quay lại cái chỗ ngủ cũng như là vào phần trong ngôi nhà của ông một chút cô bác ạ. Như vào trong ngôi nhà của ông thì cô bác cũng đã nhìn thấy là phải nói là cực kỳ mà xuống cấp rất là nhiều rồi. Đây thành ra là như kiểu hai ông cháu bây giờ là ở được ngày nào hay ngày đấy thôi. Cũng không có nghĩ được rằng là bao giờ mình mới có tiền để mà mình sửa lại được cái ngôi nhà. Bây giờ thì trong quá trình mà thời gian cháu được xuống chia sẻ hai ông cháu thì cháu được giúp được cái gì thì cháu được sẽ giúp luôn. Ở đây thì cháu cũng chỉ là người mà đi làm chương trình, người mà đi chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng nhau chung tay mà đóng góp. Đấy, đúng rồi, chỗ này là giải để ngủ luôn ông. Ngày mai ngày kia đó là cháu con là mua thêm cái tấm nệm về để cho ông cái lạnh mày ngủ nữa. Bây giờ là cứ buộc trên này ông ạ. Thế Mạnh thì tí ông không phải đi đón nó chứ? Phải đi đón nó, tí nó cùng bạn lắm này. Tí cùng bạn là về à? Thế là buổi sáng là ông là phải đưa đi đúng không? Vâng. Sáng cái chuyện rồi. Ngôi nhà của ông ấy chắc là có gió mạnh về cái là bay luôn nhà đấy ông nhỉ? Đấy thế. Ngôi nhà này ấy.
cháu cũng quên hỏi ông mất là năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi? Đi 57 rồi. Ông 57 tuổi à? Ừ. Thế 57 thì cũng gọi bằng bác thôi. Nhưng mà bây giờ gọi ông quen mãi rồi thành ra là không gọi ông bác nữa ông nhỉ? Bác rồi. Bây giờ gọi ông quen rồi đấy. Em phải nói là khi mà cuộc sống mình rơi vào hoàn cảnh như các bác này, được một ai đó mà quan tâm tới như vậy thì ông rất là biết ơn. Như này thì đỡ gió bị lùa vào một tí ông nhỉ? Cái này thì để phủ luôn nó, để dài bên này ông ạ, để dài hưởng luôn nhá. Cái này thì mình đi lấy cái cây để nẹp không ạ? Nẹp. Cây này, cây. Cây này là cây gì đâu? Cây tre. Tre à? Cây này để nẹp luôn ông ạ này. Đấy. Cây để nẹp lên này. Cây này. À, ông ơi, từ ông ơi, từ nhá. Bây giờ giải cái này xong thì ông lại bỏ căn chiếu ra bên này hết. Anh chú lấy một miếng cây ra đây. Cái này thì sẽ để làm giải cho ông với lại mấy chiều nhá không? Như một yêu một vẹt xì cháy đây chứ. Đấy, được chưa? Có một tí nữa buộc ra. Được rồi. Ông ấy chăn chiếu của ông bỏ cái này nữa thì xấu thì ông ấy bụng như kia. Ông lấy cái kìm không? Từ từ nhá. Đây là đúng. Đây là. Đấy, ông ấy chăn ông ra bên này đã. Đấy, cái này này ông, cái quần áo này. Ở trong nhà thì ông nên bỏ đi ra bớt một hai cái thanh này ông ạ. Đấy, thanh nào mà không cần đến ấy, thì mình không có để nữa ông. Để nó chật ngôi nhà quá rồi, ngôi nhà của mình đã nhỏ rồi đấy. Đấy, tối nay thì hai ông cháu có thể ngủ như là sẽ không có gió lùa được vào bao nhiêu cả các bác ạ. Cái thanh ngang này ông nên để một thanh để ở bên này thôi ông nhá. Đấy, ngày mai thì quần áo ông bỏ vật treo vào đây. Trong ngôi nhà này của bác này cái này thì lập được bao nhiêu lâu rồi ông? Tháng 6 mới lập thôi à? Tháng 6 nhìn dùng rơm để lập thôi các bác này. Còn phải nói là bị hỏng hết rồi. Ở trên này thì chắc là rất là nhiều chuột đấy. Này là mưa xuống thì nó bị ẩm mốc rồi. Này là cái màn của ông à? Cái màn này thì mua được bao nhiêu năm rồi ông? Màn này trước rồi. Từ 5 năm chưa? Từ 5 năm rồi. Những cái đồ dùng của ông thì phải nói là được tính bằng năm một thôi các bác, chứ không phải tính bằng tháng được nữa.
con chở để lên. Đây không? Đây, bây giờ thì anh em sẽ cùng nhau là phụ giúp ông lập đã cô bác ạ. Bây giờ thì trời cũng khá là muộn rồi. Lập xong thì mấy anh em còn kịp mà đi về sớm nữa. Sau một quá trình thời gian thì hai anh em cũng đã gọi là buộc gần xong rồi các bác. Bây giờ thì buộc những cái bước còn lại nữa thôi. Ở phần chỗ ngủ của ông với lại Mạnh thì cái mic xế dùng để bà phải giải luôn các bác. Thế này có cái gì sao á? Trong nhà của ông thì để tối là ông ấy Mạnh là ngủ đây luôn ông nhá. Vâng. Còn gạo thì ông xếp ra một bên để cho nó gọn nhá. Bây giờ thì ngày mai phủ thêm một lớp bạt ở trên đây nữa, không sợ nó bị ruột rồi nhá. Vâng. Từ đấy nhá ông nhá. Ông thì còn không biết đệm là cái gì đâu cô bác này. Cái tấm chiếu của ông này thì tôi không biết là được là bao nhiêu năm nữa rồi. Tấm chiếu này thì mua được bao nhiêu lâu rồi ông? 4 năm rồi. 4 năm rồi à? Tôi sẽ là thì ngang tuổi Mạnh đấy nhỉ? Ừ. Đấy, bây giờ ông gấp chăn để làm lấy đi ông. Còn những cái đồ dùng thực phẩm của ông thì để đây nhé. Hay những cái chai mắm muối này. Bao gạo của ông thì xếp gọn ra đây nhá ông nhá. Liệu có chắc không đấy ông, nhà của ông ấy chỗ này ấy. Đấy, đây còn có quả chuột này. Ui dồi ôi. Không hết rồi. Chuột này. Đấy, quần áo của Mạnh thì ông là xem là cái nào mà còn dùng được ấy. Thì ông đem đi giặt lại. Để cho ông là sang năm sau đi. Nhà ông chỉ có là ba mà thông được cô bác ạ. Đấy, chú Lung nhìn đấy. Cái này là chai rượu gì đấy ông? Chai gì đấy? Thuốc à? Đây ông ơi, những cái vật dụng mà ông dùng ấy thì ông để ở đây nhá. Cái chai nhỏ này, chai nhựa này. Đây là chén à? Chén thì ông treo trên này nhá. Tấm này là ông dùng để đáp à? Đấy, còn ông xem là quần áo nào của ông thì ông để gọn lên đi. Đây, buổi tối thì hai ông cháu ngủ đây thì bây giờ những đồ thực phẩm này thì ông nọ là cháu Lực cũng vừa mới mua cho ông đâu, hôm qua cũng đó. Ô Mạnh về rồi à? Hả? Đây chú Bảo, đây. Chào. Cái thằng tùy này mấy? Thằng này tùy này mấy? Ok đấy. Đấy, dây thép ly này thì ông cất đi nhá, để ngày mai dùng tiếp. Đấy, cái quần áo nào của ông thì ông cất gọn đi. Ngày mai thì ông để làm ở đây một cái, nó treo quần áo ông nhá. Vâng. Xem nào, tôi xem nào, cái này nào. Cắt ở đây. Đây này. Treo ở đây này ông. Vâng. Từ cháu cắt cái đi này cho ông luôn. Những cái gói mì của ông thì ông để đây hết nhá.
Đây, mắm muối mình chính này bây giờ. Thế đã biết này, quần áo của Mạnh này. Mạnh như thế này. Mạnh vừa đi học về à? Hả? Hả? Vâng. Ôi dồi, mặc áo lạnh thế, mặc áo nhỏ thế. Chào. Đi học về là phải chào chú chứ, gặp chú là phải chào đấy. Chào xem nào. Nói to lên. Cháu. Rồi, nào bỏ tay xuống, khoanh tay chào các ông bà đi. Con chào các ông bà. Chào ông bà. Rồi. À, Mạnh thì phải nói là một cậu bé rất là ngoan cô bác ạ. Em thì còn vừa mới gặp cháu Lực thôi, rất là tuyệt vời. Một tí nữa thì có phần quà cho Mạnh sau. Hôm nay chú mua áo mới cho con lấy không? Lấy à? Nhìn lại áo mới nhá. Có thấy nhà mình có gì khác không hả? Hả? Mạnh thấy nhà mình có gì khác không? Đây ông cầm ông cầm một cháu đi đây. Vậy trên này thì phải nói là có gà nuôi cả chuột luôn cô bác ạ, trên này ấy. Đấy, quần áo của Mạnh với ông đi treo đây nhá. Đấy, treo tạm đây đâu ông ạ, bây giờ ấy. Còn những tấm bạt của ông thì cũng gấp gọn lại nhá. Đấy, một tí nữa thì gấp xong. Đấy, ông xem là quần áo nào của Mạnh ấy thì dọn hết ra để chéo đây ông. Của ông với Mạnh thì chéo hết ra đây. Nào Mạnh ngồi đây ra. Ngồi đây với chú này. Ôi ôi quần bẩn thôi. Vừa nãy bị ngã ở đâu à Mạnh? Kể chú nghe cho nào không ấy. Nhưng mà nãy bị ngã ở đâu à? Hả? Bị ngã ở trường á? Có bạn nào xô không? Không à, thế đi học thì có bạn nào trêu không? Không à, không có bạn nào trêu đúng không? Có bạn nào trêu thì xuống mách với lại chú với lại cô giáo nhá. Nhá. Đấy, bây giờ thì chú ngủ ông với cô bác với lại Mạnh thì phải nói là ấm cúng hơn một chút thôi. Tối nay thì ông với lại Mạnh ngủ đây nhá. Cho chú ngủ đây nữa không? Cho chú ngủ đây cùng Mạnh nhá. Hôm nay thì cháu Đức cũng có mua cả quần áo cho Mạnh nữa cô bác này. Có cả quần áo nhá. Thích quần áo không? Hả? Thích à? Đây, có cả quần áo của ông nữa. Ông ơi, mất năng này ông ơi. Đây, bây giờ thì chỗ ngủ của ông cô bác này thì cũng phải nói là cực kỳ mà ấm cúng rồi cô bác. Nhưng mà đến nếu mà đến mùa hè đấy, mùa hè thì nhưng mà phải nói là bịt kín thế này cô bác, nó ấm thật ấm nhưng mà ngôi nhà của ông cụ thì hơi ngôi nhà của hai ông cháu thì hơi tối một chút. Đấy, còn đây sẽ là quần áo của ông này cô bác. Hôm nay thì xem quần áo của ông này mua hết bao nhiêu tiền nào. Đấy, cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực rằng là mỗi lần mà cháu Lực đi vào chợ mua ấy thì là người ta không có hóa đơn cho cháu Lực thôi, cháu Lực đều ghi lại cả. Đây, ở đây thì cái mua cái phần quần áo này thì cháu Lực là trích cái tiền của chị Trần Tố Giáng My ra là để mua cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ mở ra cho là Mạnh với lại ông một chút. Đây thì cháu Lực mua là bốn đôi tất này là 40.000, là một đôi là 20.000 cô bác, đeo cho Mạnh đó. Mạnh thì vừa mới đi học về này cô bác này, vừa mới đi học về phải nói là chân lạnh toát luôn. Áo quần này, áo thì mặc có muốn một cái thôi. Nào chú đeo tất cho nhá. Mạnh thì có ủng rồi đúng không? Mạnh thì có ủng rồi cho nên là cháu Lực không có mua ủng thêm đâu cô bác nhá. Ở đây là chị Giáng My cũng có dặn cháu Lực rằng là xem là Mạnh thiếu cái gì thì mua đồ cho Mạnh. Ông thì có ủng không? Không có. Ông không có ủng à? Ồ thế thì để lần sau cháu xuống thì cháu mua ủng cho ông nhá. Đây còn ở đây là tất của Mạnh nhá. Mỗi sáng Mạnh đi học về nhá thì là tầm chiều này ông bỏ ra, ông giặt cho Mạnh phơi khô lên nhá. Đấy, hiện tại là có 4 đôi thôi. Đấy. Còn hai cái quần. Đấy, ở đây là hai cái quần. Hai cái quần của Mạnh. Đây thì là vừa Mạnh đúng không? Mạnh đứng lên nào, để chú xem nào. Đấy.
Ở đây thì vừa xin luôn các bác nhá. Có cần mặc luôn không? Tí nó mặc nhá. Thế thì quần này tí nó mặc nhá. Đấy, hai cái quần này là 160.000 các bác, hai quần đấy. Thêm là một cái áo khoác nữa. Đấy, hiện tại thì Mạnh mặc nguyên một cái áo luôn này các bác này. Nào, chú khoác cái áo khoác lên nào. Áo này thì cháu mua to to ra một chút để năm sau là Mạnh còn mặc được. Nhá. Đây, tất cả cái áo thì đều là áo mới luôn các bác nhá. Nào, Mạnh đứng lên nào để chú mặc cho nào. Nào, tay này ra. Tay kia nào. Nào, quay ra đây chú xem nào. Quay đây chú kéo áo cho nào. Đấy. Quay đây chú kéo, kéo cúc áo cho nhá. Đấy, ở đây thì có cả mũ nhá. Nào, ngồi xuống đây. Ôi rồi gì chọn nào vừa luôn này ông này. Đấy. Và kèm theo đó thì là cháu mua một cái áo khoác của Mạnh là 280.000 và mua cho ông một cái áo là 410.000 các bác nhé. Đấy. Ông thử bỏ cái áo của ông ra mặc áo đi xem nào không? Áo này thì rất là dày các bác ạ. Đây, ở đây thì trên mình ông còn khoác những cái áo mà truyền thống của dân tộc Nùng nữa các bác. Đây không? Hôm nay thì quên là mua cái áo, cái mũ cho Mạnh thôi. Đấy, chắc là để lần sau cô bác, để lần sau cháu được vào cháu được sẽ tiếp tục là mua mũ cho bé Mạnh nữa. Đấy, được chưa ông? Ông thì đứng dậy xem nào. Ôi, nhà của ông thì phải là vừa chưa? Ông thì kéo cúc ra như nào? Đấy, từ từ ông, từ từ đây. Thôi. Đấy, kéo khúc lên thôi nào. Vừa đúng không ông? Vừa. Đấy, Mạnh thì cũng có mới, có quần mới này, có cả tất nữa. Mạnh ở nhà thì Mạnh có cái tất này không ông? Không có. Có đôi nào không? Không có. Không có à? Vâng. Thế từ nhỏ đến từ lúc mà Mạnh từ nhỏ đến giờ thì đã có tất chưa? Nhỏ rồi biết. Còn 6 tháng thì có bé tí rồi mất đi đâu hết rồi. Bé tí là có đúng không? Lớn là mất đi đâu hết đúng không? Đấy, còn tổng cái số tiền mà cháu được trích của chị Giáng My ra là 890.000 các bác nhá. Mua quần áo cho Mạnh với lại ông nữa. Mạnh thì có thích không Mạnh? Thích à? Bây giờ có ấm này mặc rồi nhỉ? Nha. Thế đi học về là phải gặp chú là phải biết chào chú nhá. Gặp ông là phải biết chào ông nhá. Thế bây giờ gửi một lời cảm ơn tới ba đi. Cảm ơn ba. Nào, khoanh tay, chú dạy phải khoanh tay. Đấy, nhìn ra kia. Cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Con chúc ba thật nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe. Con rất vui khi con nhận được quà. Con nào, khoanh tay không? Khoanh tay, lúc mà chú đang dạy thì không được gái nhá. Khoanh tay. Con rất vui. Con rất vui. Khi con có áo mới. Con có áo mới. Quần mới. Quần mới. Rồi. Đấy, bé Mạnh thì phải nói là rất là ngoan của bác ạ. Và ở đây thì ông gửi một lời cảm ơn tới chị nhá. Ở đây là chị Trần Đỗ Giáng My, là chị mua quần áo cho ông, cho hai ông cháu. Đấy. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhá. Con không biết nói nhiều tiếng. Cảm ơn. Chúc sức khỏe. Nhiều sức khỏe nhá. Mình khỏe nhá. Ông thì cũng chỉ biết là nói tiếng Kinh một chút thôi các bác. Trước kia thì ông có đi bộ đội hay là đi gì không? Trước á? Ừ. Trước đi công nhân cầu đường. À, trước là đi công nhân đúng không? À, công nhân là cào đường đúng không? À, thế là đi tiếp xúc với lại dân tộc và Kinh nhiều đúng không? Vâng, đi là chỉ Vân Lùng. À, đây. Còn cái phần mua bạc này ấy, thì là hôm nọ cháu hứa với ông ấy là có một bác là bác Hồng, bác gửi cho là 500.000 thì cháu đã mua thực phẩm cho ông là hết là 300.000 rồi. Còn là 200.000 thì cháu mua bạc này cho ông nhá. Cái bạc vừa rồi cháu với ông quay là
quay ở phần ở trong nhà, còn cái bạt này còn là 8 mét còn lại thì sẽ để mà mai lập trên này ông nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì hiện tại là cũng trời cũng khá là tối rồi cô bác. Ông cháu thì cũng chuẩn bị là nấu cơm nữa. Tối nay thì ông ăn cơm cái gì? Này á, cơm rau xanh. Rau xanh à? Thế cá hôm nọ cháu mua cho thì còn không? Có. Còn à? Thế thì ăn cơm cùng với cá nữa, để lần sau cháu xuống thì cháu lại cho thịt lợn, cháu mua thịt lợn cho ông nhá. Vâng. Đấy, ông không phải lo nhá, bây giờ thì có cháu xuống chia sẻ ông thì rất là nhiều cô bác anh chị có quan tâm tới là hoàn cảnh của hai ông cháu, gửi rất là nhiều phần quà tới cho hai ông cháu, thành ra là ở trong ông thiếu thốn cái gì thì ông bảo cháu nhé. Vâng. Đấy, ở đây thì ông là tiên kiên hay là gì ông nhỉ, hôm nọ ông bảo với con đấy. Tiên á, sò. Sò, ông là ông sò đúng không? Đấy, ông sò thì năm nay là được 50 3 tuổi ông? 57 rồi. Ông thì năm nay được 57 tuổi rồi cô bác, sấp xỉ là 60 tuổi rồi. Đấy, nuôi nấng bé Mạnh đến bây giờ thì phải nói là rất là vất vả cho ông rồi. Đến thời điểm đến mấy nữa mà đến ông gọi là tầm độ tầm 80 thì Mạnh cũng được gần 15 tuổi. Đấy, được 15 tuổi. Đấy, mai thì mặc quần mới đi học nhá. Nhớ chưa? Vâng à, đấy. Mai bây giờ nhưng mà phải nói to một chút nhá. Chú lúc nào mà chú nói chuyện với Mạnh ấy, chú Mạnh phải nói to một chút nhá, đừng nói nhỏ nhá, đừng nói ở cổ nhá, nhớ chưa? Rồi đấy, còn cái thước phim hôm nay cũng khá là dài rồi cô bác ạ, và cháu được cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đồ Giáng My và bác Hồng. Chúc chị và bác Hồng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rất là biết ơn các chị, rất là biết ơn tất cả Mạnh Thường Quân rất là nhiều khi mà cháu được đi vào chia sẻ những hoàn cảnh nào đều có những phần quà gửi tới cho những hoàn cảnh đấy. Phải nói là rất là vui rồi cô bác, khi mà hôm nay ông nhìn lại xung quanh của ngôi nhà của ông thì tất cả mọi cái thì đều được cháu Lực dùng bạc che hết cho ông rồi. Tối nay thì ngủ đây thì không sợ bị lạnh nữa ông nhỉ? Vâng. Vậy ông có thấy vui không? Có xúc động không ông? Có xúc động khi mà mình có hoàn cảnh như vậy thì ở bên ngoài kia còn là rất là nhiều người quan tâm tới hai ông cháu mình đúng không? Có. Rồi. Đấy, ông cố gắng lên nhá. Đấy, dần dần thì cháu sẽ chia sẻ cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của ông lên thì được các bác giúp đỡ thì cháu sẽ lại xuống với ông. Vâng. Nhá. Ở đây thì hiện tại là không biết là con của ông là đi Campuchia của bác, không biết là chết hay sống nữa. Điện thoại thì không có điện được. Còn cái thời lượng phim hay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu cũng xin được nói là lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Mạnh ơi, khoanh tay vào. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông bà. Rồi, bye bye con bà đi. Bye bye con bà, rồi. Xin chào các ông, các chị, chào. Cảm ơn các chị, cảm ơn nha, cảm ơn các chị.